trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Biên Hòa đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019. Năm học này, nhà trường đã tích cực trong đổi mới công tác dạy và học. Các phong trào thi đua hướng nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh nghiên cứu khoa học được quan tâm chú trọng. Trong năm, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, gồm 38 giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, 3 giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, 49 huy chương trong cuộc thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 và 287 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Kết quả xếp loại học lực trong năm học, toàn trường có trên 85% học sinh xếp loại giỏi, gần 15% xếp loại khá, không có học sinh học lực trung bình. Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Võ Ngọc Thạch biểu dương những thành tích mà trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh đạt được trong năm học, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển với đặc thù của một trường chuyên để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh phát triển tốt hơn. Dịp này, các giáo viên học sinh có thành tích trong năm học 2018-2019 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.